quá độ hôm nay đã thi đấu một trận đấu rất là hay và cống hiến cho tất cả khán giả đến sân một trận đấu rất là kịch tính đến những giây phút cuối cùng. Thật sự thì nói đến bàn thắng thì đây là một bàn thắng mà sẽ giải tỏa tâm lý cho cá nhân Hải cũng như là toàn đội trong trận đấu này, cũng như là sẽ tạo được cái động lực để cố gắng cho những trận đấu tiếp theo nữa. Cá nhân Hải cũng như là toàn đội cố gắng từng trận đấu một, và khi xong trận đấu ngày hôm nay thì ngày mai thì toàn đội sẽ phải tập trung trở lại để hướng tới mục tiêu tiếp theo là ở chung kết, ở bán kết AFC Cup.